cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Vào hôm nay, khi chúng con cầu nguyện cho tất cả những người đã khuất, đặc biệt là những người mà chúng con đã biết và yêu mến, còn lắng nghe những gì Chúa Giêsu nói với người bạn của Ngài là Martha sau cái chết của anh trai bà là Lazaro. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù chết cũng được sống. Và với con hôm nay, Chúa Giêsu hỏi câu hỏi tương tự như với Martha. Con có tin điều đó không? Con im lặng và con dành thời gian để trả lời Ngài. Con dâng hiến ngày của mình và cầu nguyện cho ý định của tháng này, kết hợp với tất cả các thành viên của mạng lưới cầu nguyện thế giới của Đức Giáo Hoàng rằng chúng ta biết cách mang lại sự tiến bộ của khoa học và trí tuệ nhân tạo phục vụ con người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sai, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Phẩm giá vốn có của mỗi con người phải được đặt vững chắc ở vị trí trung tâm trong suy nghĩ và hành động của chúng ta. Khoa học và công nghệ đang đạt được những tiến bộ đáng kể vào đầu thế kỷ 21 này. Với tất cả các thành viên của mạng lưới cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, con xin Chúa, lạy Chúa, chúng được phục vụ nhân loại. Cùng Chúa Giêsu vào buổi tối. Vào buổi tối của ngày hôm nay, con hướng về Chúa, lạy Chúa. Con đã trải qua những gì với gia đình, trong công việc, trong các hoạt động giải trí, trong mối quan hệ của con với Chúa. Con nghĩ gì về nó? Cảm xúc gì trong trái tim con? Con cảm ơn Chúa vì tất cả những gì đã mang lại hòa bình và niềm vui, vì những gì đã kìm hãm sự sống trong con và với những người khác. Sự khép kín của con, những phản ứng hung hăng hoặc lòng tự trọng của con. Con xin Chúa thứ lỗi. Con nhìn vào ngày mai, Chúa ơi, con tin cậy nơi Ngài để giúp con sống với tình yêu thương hơn. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.